JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý. Vâng, bên em cũng vừa hát một đoạn nhạc karaoke test với cái bộ dàn mà bên em hôm nay lên cấu hình. Vâng, còn những sản phẩm gì? Rồi chúng ta cùng chờ xem nhé. Vâng, sau đây em sẽ nói luôn đi ạ. Vâng, đầu tiên phải nói đến cái bộ não của một bộ dàn karaoke. Vâng, đó là cái âm ly da cua sư răng VN506. Đây là bản Trung Quốc bên em nhập hàng mới. Trong cái bộ dàn karaoke thanh ý này, đây là cái âm ly mà mới bảo hành 1 năm các bác nhé. Vâng, đặc biệt cái dòng âm ly Jaguar Suzang VN506 này được tích hợp Bluetooth. Vâng, thì bên em cũng vừa hát một đoạn nhạc karaoke trên cái điện thoại và được tích hợp Bluetooth, và bên em đang kết nối rất là tiện lợi để cho những cái điện thoại thông minh hay là những cái TV có những cái Bluetooth thì có thể kết nối được không dây. Vâng, rất là tiện lợi các bác nhé. Vâng, phải nói là tiện lợi. Vâng, kế đến là một đôi loa JBL KI81. Vâng, bass 25. Bên em đợt vừa rồi cũng nhập được một lô để giới thiệu đến các bác, và cho muốn các bác ở xa muốn sở hữu bộ dàn karaoke thì các bác cũng có thể liên lạc với JK Audio để được sở hữu nhé. Vâng, đôi loa JBL KI81 ở phía trên đây ạ. Vâng, giá không hề cao đâu, giá rất là rẻ, rất là mềm, và chất nhạc thì cực kỳ là đẳng cấp. Vâng, kế đến là một đôi loa JBL KI82 330, bên em đăng ký ở phía dưới đây ạ. Vâng, đây là những mặt hàng mà bên em rất là sẵn để phục vụ các bác. Vâng, thì nhìn tổng thể ở giữa đây là một cái loa JBL KP612, bên em để kê làm chân cho nó đẹp. Vâng, đây thì em quay ra tổng thể đây ạ. Vâng, gồm một cái âm ly Jaguar Suzang PA506 tích hợp Bluetooth bản Trung Quốc. Vâng, và một đôi loa JBL KI81 bass 25, đây là hàng bãi Trung Quốc. Vâng, kế đến dưới cùng đó là một cái đôi loa JBL KI82 330, cũng là bãi Trung Quốc. Vâng, bên em thanh ý nhạc thì cực kỳ hay. Vâng, bên cạnh đây còn một đôi loa BMB 2000C, cũng là bãi Trung Quốc, giá cũng rất là hợp lý. Vâng ạ, vâng, bên đây mà một chiếc, bên này một chiếc ạ. Vâng,
bên em hôm nay bày ra chặt quá, bên em không bày được nhiều. Vâng, cứ nói sơ qua như vậy để các bác tìm kiếm dễ dàng hơn. Vâng, hết bài nhạc em mở bài khác để chúng ta cùng trải nghiệm chất nhạc bộ dàn karaoke siêu rẻ tại Zika Audio ạ. Cùng kết nối Bluetooth đây ạ. Bạn đang du lịch thế giới, vừa tới một địa điểm mới, bạn không biết đi lại bằng phương tiện nào hoặc làm sao để di chuyển với chi phí phù hợp. What to go? Vâng, chúng ta cùng nghe một bài nhạc có lời của Minh Tuyết đi ạ. Vâng, được cất lên bởi một bộ dàn karaoke siêu rẻ mà lại siêu chất lượng. Đặc biệt âm ly Jaguar Suzuki PA506 đã tích hợp Bluetooth rất là hiện đại. Chất âm cực kỳ sạch sẽ. Như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng nhắc mãi, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với anh, bên giấc mơ gia đình vàng tình cười. Rồi thật buồn em ơi hay, anh cùng ai tay trong tay tình muốn ký. Thà rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em nhau vì yêu đôi mắt cay một cuộc tình. Thơ ngày hồn nhiên với ai ân ngày xưa, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng. Quên đi thật mau cô gái anh từng yêu. Cô đến con đường xa em bước. Vâng, bác nào muốn sở hữu bộ dàn karaoke siêu rẻ này tại Zika Audio thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Còn bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, với bộ dàn này thì không gian tầm 50m² trở về thì bộ dàn karaoke siêu rẻ này đánh căng luôn các bác nhé. Rất là dễ sử dụng, rất là dễ sở hữu, bằng rất là chất lượng âm thanh cực kỳ là tinh tế. Vâng, sau đây em sẽ mở một đoạn nhạc remix, chúng ta cùng trải nghiệm tất cả các loại nhạc trên bộ dàn karaoke siêu rẻ tại Zika Audio này nhé. Vâng, bài nhạc remix Bùa Yêu rất là quen thuộc với Zika Audio. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Rất là căng tròn các bác nhá. Vâng, rất là mạnh mẽ. Vâng, đối với các bác nào muốn sở hữu từng đôi một thì bên em cũng vẫn sẽ để cho các bác nhá. Vâng, mua âm ly không bên em cũng để luôn cho các bác ạ. Vâng, đây là combo nhưng các bác mua lẻ bên em vẫn bán. Vâng, shop Zika Audio ở tận Long Biên, Hà Nội. Vâng, bác nào ở Long Biên, Hà Nội, quanh Hà Nội thì có thể đến shop Zika Audio trải nghiệm và sở hữu. Vâng, các bạn nào ở xa bên em xếp hàng toàn quốc các bác nhá. Vâng, chúng ta lại cùng trải nghiệm thôi ạ. Giải bát cực kỳ sâu luôn, không cần súp, không cần trầm luôn các bạn ạ. Vâng, với âm ly 506 mới, thế hệ mới có Bluetooth này, chất âm cực kỳ sạch. Đặc biệt đây chưa rất là ngọt ngào. Và
Vâng, cho nên xin phép dừng video các bác nhé. Vâng, chương trình cực kỳ hay các bác ạ. Vâng, cho nên xin phép dừng video và hẹn các bác vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.